chào. Hôm nay bếp chai của chị Duyên Ngộ quay trở lại. Hôm nay mình muốn làm một món ăn sáng. Bún xào rau củ đậu hũ dai. Bún khô. Trước tiên cho dầu vào chảo. Tỏi phi cho thơm. Tiếp đó cho đậu vào. Những cái món mà để mình xào bún khô là tùy thích của mỗi người. Mình muốn xào với đậu hay là với cải. Cải ngọt hay hoặc là cải thìa. Cà rốt, bắp cải, giá nè. Nói chung là tùy thích. Người nào muốn thích ăn cái gì thì mình cứ xào món đó. Nhưng trước tiên là mình phải xào rau củ cho nó chín mềm. Nêm nếm. Một ít hạt nêm. Sa tế. Hương vị sa tế thì nó làm cho cái vị bún của mình cũng ngon đặc biệt. Dễ ăn. Đậu hũ. Bún xào chay, đậu hũ cho tươi, mình chiên cho giòn. Đảo rau củ quả cho nó đều lên, đều tay. Rồi, tiếp tới cuối cùng là mình để bún vào. Bún ta à. Trước khi xào chúng ta ngâm nước. Mình ngâm nước trước khoảng 10 phút hoặc 15 phút cho bún nó mềm ra. Rồi xong thì là bún mình cùng xào với rau củ. Bởi vì khi mình xào chung bún với rau củ như thế này thì khoảng chừng 10 tới 15 phút nữa thì bắt đầu bún nó cùng có những cái nước xào, nước ngọt của rau củ quả ra nó thấm vô. Rồi cộng bún nó sẽ dai lên. Mình không có cần luộc bún gì hết. Mình để bún mình ngâm xong mình xào chung với củ quả. Như vậy thì trong thời gian mà bún nó ngấm rồi nó chín cùng với rau củ quả thì cái cộng bún nó sẽ rất là tơi, sẽ rất là dai mà ngon. Đó là một trong những bí quyết của những người mà xào bún chay ngon. Còn nếu mình trụng với nước sôi thì bún không có dai nhiều đâu, nó sẽ bở. Khô quá nó không kịp chín thì mình cho chút nước. Cho cộng bún mình nó kịp chín. Món bún xào khô này nó rất là đơn giản, tiện cho mình ăn sáng hay hoặc trưa mình muốn ăn, mình thích ăn tùy theo buổi nào cũng được. Này mình làm rất là đơn giản để ăn sáng. Ăn sáng với một dĩa bún khô xào chay như thế này rất là ngon, mà lại làm cho
tinh thần mình nó nhẹ nhõm, bao tử nó cũng nhẹ, không cần làm việc nặng gì đâu. Rồi xong tắt bếp. Cho ra dĩa nha các bạn. Mình làm món bún xào chay này cho ông xã mình ăn sáng. Ông xã rất là thích những món mà chay mình làm. Đơn giản nhưng mà nó rất là ngon. Cho một chút tiêu lên cho nó thơm, nó hấp dẫn nữa. Xong, xin mời các bạn ăn sáng.